Xin kính chào cô chú quý anh chị yêu lan trên cả nước. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2023. Thì kênh Nét Đẹp Hoa Lan lên cho cô chú quý anh chị một chậu lan măng cục chóp. Đây là chậu em đã trồng zin, ấm chậu, cây rễ khỏe, phát triển ổn định. Thì cô chú quý anh chị chỉ cần về tưới nước và chăm sóc giống như bình thường. Ở dưới mặt chậu thì em cũng đã rải phân tăng chậm. Phân này ít nhất khoảng 6 tháng thì chúng ta mới thay phân một lần. Cây măng cục thành hoa em có để ở trên màn hình cô chú quý anh chị xem. Cây khỏe, rất dễ chăm sóc và thân lá cao to. Giá em muốn bán là 300.000, ship em sẽ bao tới nhà cô chú quý anh chị. Nếu cô chú quý anh chị có nhu cầu sở hữu cây măng cục chóp thì xin liên hệ với kênh qua số điện thoại em để ở dưới màn hình. Xin kính chào.